Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Huy Gầy nha. Thì ngày hôm nay là chủ nhật rồi mọi người ạ. Thì chắc hẳn là rất là nhiều bạn đang cài quân đoàn ấy để lấy cái thẻ tàu phòng. Thì chắc hẳn là một số bạn cũng chưa có quân đoàn ấy, có thể vào quân đoàn của mình nha. Thì quân đoàn mình ID thì mình chỉ để ở cái phần mô tả và phần bình luận công khai mọi người. Thì mọi người nhớ vào quân đoàn mình để cùng cài quân đoàn và chung vui với mình nha. Ok, thì đúng chủ nhật hôm nay cũng có một cái sự kiện rất là ngon này mọi người. Mình sẽ vào cái sự kiện này cho mọi người xem nha. Đó là cái sự kiện là đầu tiên mình sẽ nói về cái nạng kim cương nhận ngay cái combo áo và mũ chất này. Thì cái này cũng rất là ngon mọi người ạ. Những yêu cầu mọi người phải có tiền để nạo ấy. Còn một cái này, sự kiện là này thì ngon hơn mọi người ơi. Đó là đăng nhập nhận ngay quà cũng rất là ngon. Nhận ngay cái đây, thiên nga giấy chết vĩnh viễn luôn nha mọi người. Sự kiện này rất là dễ chơi luôn mọi người. Chúng ta chỉ cần đăng nhập 3-5 ngày liên tiếp thì chúng ta sẽ nhận được thôi mọi người ạ. Đầu tiên đăng nhập chúng ta sẽ nhận được cái huy hiệu này mọi người này. Huy hiệu gì đây? Huy hiệu chai xanh nha. Cái huy hiệu này á thì dùng để đổi quà ấy. Ở trong sự kiện nào đấy thì hôm sau mình sẽ nói nha. Bây giờ mình cũng chưa biết nó dùng để đổi cái gì mọi người ạ. Ngày thứ 3 đăng nhập thì chúng ta sẽ nhận ngay cái thẻ huy hiệu thợ săn và hai cái vé quay vàng. Tiếp theo là chúng ta sẽ ngày thứ 5 chúng ta sẽ nhận được cái trang phục này luôn nha. Thiên nga giấy chết thôi, thật là đẹp mọi người ạ. Thì chúng ta nhớ đăng nhập đầy đủ nha để nhận ngay cái phần quà này nha. Thì nó là miễn phí hoàn toàn mọi người ạ. Cũng rất là dễ thôi. Cái của quân đoàn ấy mọi người, khi mọi người vào quân đoàn của mình ý thì mọi người nhớ cày tới đủ điểm để nhận quà nhá. Và một vấn đề nữa đó là khi cày quân đoàn ấy thì chúng ta thường vào đấu thường, đấu từ chiến thường để ném bom lựu đạn ấy để gọi là gì nhỉ, để cày điểm ấy mọi người. Thì mình hiện tại mình đang dùng cái máy là Rockfone 3 mọi người, có một tính năng ở đây mọi người. Khi mọi người kéo sang có cái này mọi người này, có My Macro này mọi người. Thì cái này có nghĩa là sao á? Cái này có nghĩa là nó sẽ ghi lại tất cả những gì mình đã thực hiện trên màn hình và nó sẽ thực hiện lại. Thì cái quân đoàn ấy nó rất là nhanh luôn nha mọi người. Ngày rất là nhanh luôn, mình đã thẹt rồi. Thì nó tự động cày nhá, mình chỉ việc chơi, ngồi chơi và nó sẽ tự động ném bom. Đấy, rất là ngon. Thì cái này chỉ có áp dụng trên cái máy đó là gaming phone thôi mọi người ạ. Còn những bạn nào mà không dùng gaming phone ấy thì các bạn có thể lên CS Play, mọi người tải dùng mình cái gì nhỉ, cái auto click cho mọi người, rồi mọi người vào để cài nó là dễ luôn. Cái quân đoàn auto nhanh luôn nha mọi người. Ok, thì video của mình tới đây là kết thúc nha mọi người. Chúc mọi người một chủ nhật thật là vui vẻ và tràn đầy sức khỏe nha. Mọi người nhớ cố gắng cày thật là nhiều điểm để nhận ngay cái thẻ vào vòng và solo với bạn bè nha. Ok, và bye bye mọi người.